Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá và ngay sau đây mời các bạn đến với phần cập nhật tin tức bóng đá trong bản tin tối ngày hôm nay, mùng 5 tháng 5 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Liệu Thái Lan có ôm hận trước Malaysia giành lợi thế lớn cho Việt Nam? Huấn luyện viên Chu Xie khiến U22 Việt Nam trở nên rất khó đoán. Báo Philippines lên tiếng thua Đông Timor 0-3 là một sự sỉ nhục. Các bạn thân mến, truyền thông Philippines không chịu nổi cú sốc thứ hai liên tiếp của bóng đá nước nhà ở SEA Games 32, nơi mà họ thua đội U22 Đông Timor 3 bàn không gỡ tối ngày hôm qua, mùng 4 tháng 5. Sau trận đấu thì tờ Dugos viết U22 Philippines tiếp nối chiến dịch SEA Games đầy ảm đạm bằng trận thua 0-3 đầy sỉ nhục trước Đông Timor. Đội bóng nhỏ bé này đã thắng trận đầu tiên ở đại hội năm nay. Lần đầu tiên đánh bại Philippines kể từ năm 2011. Các bạn thân mến, trên sân Olympic thì U22 Philippines dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Rob Gear thi đấu bạc nhược trước Đông Timor. Với dàn cầu thủ có kinh nghiệm dự đội tuyển quốc gia và cả kỳ SEA Games trước thì Philippines lại bị lép vế, đối thủ ghi liền 3 bàn không gỡ. Đây là trận thua thứ hai của Philippines sau hai trận gặp Indonesia thua 0-3 và Campuchia hòa 1 đều. Một điểm sau 3 trận là không đủ để cho thầy trò ông Robert Gear đi tiếp. Mọi thứ thật tồi tệ, các cầu thủ Philippines đá trận thủ tục cuối cùng gặp Myanmar ngày 10 tháng 5, tờ báo trên viết. Còn tờ Inquirer có bài viết ngắn gọn đưa tin về kết quả trận đấu. Hy vọng vào bán kết của Philippines đã chấm dứt từ lúc Dennis Chung bị đuổi, một thất bại đầy cay đắng. Trong khi đó thì trang ABS-CBN News viết Philippines trải qua đêm khốn khổ trước Đông Timor, đối thủ của chúng ta như lột xác và tiến bộ vượt bậc so với trận thua 0-4 trước chính đội bóng của chúng ta ở SEA Games năm ngoái. Còn trên các trang fanpage bóng đá của Philippines, người hâm mộ nước này bày tỏ sự bất bình. Một tài khoản có tên là Jay viết thua cả Đông Timor, bóng đá Philippines đang trải qua tháng ngày tồi tệ. Người dùng Michael thì bình luận là màn đêm đang bao trùm bóng đá Philippines. Đây thực sự là một cú sốc của bóng đá Philippines ở SEA Games. Đúng một ngày sau thất bại của đội tuyển nữ trước Myanmar trong ngày ra quân. Liệu Thái Lan có ôm hận trước Malaysia dâng lợi thế lớn cho Việt Nam? Các bạn thân mến, người Thái đang có nhiều lý do để phải lo lắng trước thềm trận đấu bước ngoặt gặp Malaysia vào ngày mai tại vòng bảng SEA Games 32. Tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, do cả Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều được coi là ứng viên có khả năng đi tiếp, nên những cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đội đều mang tính bước ngoặt trong cuộc đua tìm vé vào bán kết. Hiện tại ở bảng B thì Việt Nam đang tạm đứng đầu với 2 trận thắng có 6 điểm. Malaysia xếp nhì, xếp trên Thái Lan nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại dương 4 so với dương 2. Trả lời truyền thông Thái Lan ngày 4 tháng 5 thì ông Sritaro thừa nhận rằng là Malaysia là đối thủ khó chịu với voi chiến vì các học trò của ông cần phải cẩn trọng, thật quyết tâm nếu muốn giành chiến thắng. Cụ thể, huấn luyện viên Sritaro thận trọng trước đối thủ và cho biết Malaysia là đội rất mạnh, cầu thủ của họ cao to, có tốc độ rất tốt. Malaysia rất nguy hiểm ở khả năng phản công và tạt bóng từ hai cánh. Do đó mà các cầu thủ của chúng tôi cần phải chơi tốt hơn so với trận gặp Singapore nếu muốn giành chiến thắng. Cũng theo ông Sritaro cho biết thì Malaysia dự kiến sẽ chơi phòng ngự phản công, chờ đợi thời cơ ở cuộc đối đầu với Thái Lan vào ngày 6 tháng 5. Lối chơi phòng ngự rình rập của Malaysia càng khiến cho họ trở nên nguy hiểm hơn. Vấn đề chính nằm ở khả năng phản công của Malaysia. Họ có thể tổ chức những pha phản công là rất tốt. Tôi tin rằng ở trận đấu sắp tới đây, họ sẽ tập trung phòng ngự. Họ sẽ để chúng tôi cầm bóng và tìm cơ hội phản công. Dù sao thì chúng tôi cũng phải hướng đến một chiến thắng. Làm thế nào để chiến thắng? Chúng tôi sẽ nói về nó trên sân một lần nữa. Sự thận trọng của Thái Lan còn đến từ những chỉ số thống kê về kết quả đối đầu giữa hai đội trong quá khứ. Theo số liệu của tờ Sia Sport ở Thái Lan cho biết, tính riêng ở đấu trường SEA Games, Thái Lan và Malaysia từng gặp nhau tổng cộng 25 lần. Thái Lan thắng 12 trận, hòa 5, trong khi Malaysia giành 8 chiến thắng. Trong tổng số 25 cuộc đối đầu đó, Thái Lan ghi tổng cộng 39 bàn. Malaysia cũng không lép vế với 32 bàn. Ở cuộc đối đầu gần nhất tại vòng bảng SEA Games năm ngoái tại Việt Nam thì chính Malaysia mới là người giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Về yếu tố lực lượng thì Malaysia dự kiến có đội hình tốt nhất để đối đầu với Thái Lan vào ngày mai. Trong khi đó thì Thái Lan vẫn chưa thể có sự phục vụ của hậu vệ trụ cột Jonathan Kempdi và tiền vệ tấn công Siraxit. Bộ đôi này phải đến ngày 7 tháng 5 mới hành quân sang Campuchia do bận thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản tại Thái Lích.
Còn tại khu vực Đông Nam Á, các đội tuyển Malaysia thường được coi là đối thủ kỵ dơ với Thái Lan. Đội bóng đất Mã có thể thua đội tuyển quốc gia hay là đội tuyển U22 Việt Nam, nhưng họ thường thi đấu rất hay mỗi khi đối đầu với Thái Lan. Malaysia cũng không ít lần dùng lối đá phòng ngự phản công rất lì lợm khiến cho Võ Chiến phải nản lòng, và đó cũng là lý do khiến cho thầy trò ông Sritaro phải thận trọng. Với việc Thái Lan đang xếp dưới Malaysia trên bảng xếp hạng cũng mang đến áp lực nhất định cho Võ Chiến. Đoàn quân của ông Sritaro cần hướng đến trận thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua vào bán kết. Song, nếu không phát huy được sức mạnh tấn công thì họ hoàn toàn có thể phải trả giá bởi lối chơi lì lợm và những đường phản công chấp nhoáng của Malaysia. Về cơ bản thì Thái Lan vẫn đang được đánh giá nhỉnh hơn so với Malaysia, tuy nhiên thì trước một đối thủ kỵ dơ, người Thái có nhiều lý do để phải cẩn trọng nếu không muốn sải chân. Trường hợp Malaysia có thể ngáng đường thành công trước Thái Lan thì chắc chắn Việt Nam là đội được hưởng lợi nhiều nhất. Khi đó thầy trò ông Chu Xie có thêm lợi thế trước khi trực tiếp đối đầu với Malaysia hoặc là Thái Lan để hướng đến tấm vé và bán kết. Huấn luyện viên Chu Xie đang khiến cho tuyển U22 Việt Nam trở nên rất khó lường. Các bạn thân mến, quyết định của huấn luyện viên Chu Xie về việc thay người liên tục, xáo trộn đội hình và lối chơi trong hai trận đấu đầu tiên của vòng bảng SEA Games 32 khiến cho chúng ta trở nên rất khó lường. Bộ mặt của Việt Nam tại SEA Games 32 đang rất khác so với những giải đấu trước. Nếu như tại SEA Games 30 và 31, đội tuyển U22 do ông Park Hang-seo dẫn dắt định hình phong cách thi đấu phòng ngự chắc chắn, chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng, thì tập thể hiện tại do ông Chu Xie huấn luyện vẫn đang giai đoạn định hình. Dù đã thắng cả hai trận trước Lào và Singapore, nhưng thực tế rất khó hình dung U22 Việt Nam của ông Chu Xie đang chơi theo phong cách nào. Nhà cầm quân người Pháp hướng đến lối chơi mang tính kiểm soát, sử dụng những đường truyền thường là ở cự ly ngắn và trung bình để luân chuyển bóng tuần tự, uyển chuyển buộc đối thủ lộ ra khoảng trống để tấn công vào. Tuy nhiên thì ở trận gặp Singapore, Việt Nam dùng nhiều đường truyền dài từ hàng thủ để khai thác khoảng trống. Ông Philippe của Singapore khẳng định là ông nắm rõ U22 Việt Nam đã theo cách này nên kéo hàng thủ của Singapore để xuống ngăn chặn. Ở trận gặp Lào thì những đường truyền ngắn của Việt Nam cũng rời rạc và thiếu chính xác. Ông Chu Xie muốn các học trò kiểm soát bóng tốt để áp đặt thế trận, nhưng do Việt Nam còn non kém kinh nghiệm, chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau để gắn kết nên chưa thể đáp ứng được yêu cầu. Nhà cầm quân người Pháp cũng nhìn ra vấn đề khi chia sẻ học trò cần thời gian để thi đấu với tâm thế là không sợ hãi, chủ động trong việc kiểm soát trái bóng và chủ động tham gia vào trận đấu. Họ chưa quen và chưa tự tin về lối chơi mới. Rõ ràng là Việt Nam cần cải thiện từng bước một, không thể đòi hỏi vừa thực hiện lối chơi mới mà lại trơn tru được ngay. Với đặc thù biến động của bóng đá trẻ thì việc vận hành một chiến thuật, lối chơi ổn định xuyên suốt cũng rất khó khăn. Bởi vậy mà sẽ thực tế hơn khi chờ đợi U22 Việt Nam hiện tại có thể thắng đối thủ bằng những tình huống cụ thể hơn là tạo ra một thế trận áp đảo. Hay nói cách khác, đội bóng của ông Chu Xie chỉ cần hay hơn ở một vài khoảnh khắc và kiểm soát được nhịp độ thi đấu dù lựa chọn phòng ngự hay là tấn công, như vậy là đủ đạt yêu cầu. Còn Việt Nam có thể đáp ứng bao nhiêu phần trăm thời lượng kiểm soát bóng do ban huấn luyện đặt ra hay là kiểm soát thế trận tốt đến mức nào, dường như là ông Chu Xie cũng khó có câu trả lời. Dù vậy, đôi khi là cái hay, Việt Nam đã vô địch hai giải trước nhờ một bộ khung đội hình và lối chơi được ông Park đổ móng đến vững như bàn thạch. Nhưng cần hiểu rằng là Việt Nam được đá như vậy là nhờ vào lứa cầu thủ trước đó thi đấu liên tục ở V-League và các giải trẻ. Nhờ vậy mà định hình được phong cách, đó là còn chưa kể Việt Nam còn được sự trợ giúp của các cầu thủ quá tuổi. Việt Nam hiện chưa định hình phong cách, nhưng càng như vậy thì lại càng khó đoán các học trò của ông Chu Xie sẽ chơi như thế nào. Bóng đá trẻ không phải thuần túy chỉ gồm những cuộc đấu trí chiến thuật với những logic trắng đen khô khan mà còn nhiều bất ngờ ẩn giấu ở phía sau. Tiền vệ Thái Sơn là một minh chứng. Ở trận gặp Lào thì Thái Sơn chỉ chơi ở mức vừa phải, nhưng đến cuộc so tài với Singapore, tài năng trẻ của câu lạc bộ Thanh Hóa thi đấu tốt, tỏa sáng với một pha lập công. Liệu còn bao nhiêu những cầu thủ như Thái Sơn đang chờ đợi bứt phá, hay là U22 Việt Nam còn những tiềm năng gì để phát lộ đằng sau sự hỗn loạn về mặt lối chơi? Một huấn luyện viên tôn thờ sự kiểm soát như là ông Chu Xie cũng chưa thể kiểm soát được, nhưng ở sân chơi trẻ luôn có chỗ cho những bất ngờ nằm ngoài toan tính như vậy. Một lý do nữa để chờ đợi Việt Nam đó là ông Chu Xie thay đổi cầu thủ với tần suất dày đặc, dùng 10 quyền thay người và liên tục xoay bài trong hai trận đấu đã qua. Đó là chưa kể huấn luyện viên người Pháp đã chọn ra những cái tên đa năng dự SEA Games. Đồng nghĩa là một nhóm cầu thủ Việt Nam có thể đá theo nhiều kiểu khác nhau.